Tôi là Bảo Anh. Hãy để âm nhạc của tôi là người đồng hành cùng bạn. Các bạn đừng quên đón xem Bảo Anh trên sóng Xuân 19 nhé. Sóng Xuân 19 quy tụ những ngôi sao tạo sóng nhất, bùng nổ cảm xúc. Sóng Xuân 19 20:15 đêm giao thừa chỉ có trên HTV2 V Channel.